Tượng Địa Tạng Bồ Tát được chế tác dựa theo bức tranh vẽ về Địa Tạng Vương trong kinh điển Phật giáo Đại Thừa. Ngài hiện lên với khuôn mặt phúc hậu, đầu đội mũ thất Phật, tay phải cầm tích trượng để mở cửa địa ngục, tay trái cầm ngọc như ý để soi sáng địa ngục. Có thể ngài ngồi thiền hoặc đứng trên đài hoa sen. Cũng có những mẫu tượng Địa Tạng Bồ Tát ngồi trên lưng của con đề thính, linh vật có khả năng nghe thấy mọi âm thanh trong tam giới, giúp cho Bồ Tát biết được đâu là thật, giả, đúng, sai. Tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát được đúc thủ công bằng nhiều loại gỗ khác nhau, tùy theo nhu cầu của khách hàng và người chế tác. Từng chi tiết của bức tượng được trau chuốt cẩn thận, chạm khảm thủ công tinh xảo, khuôn mặt của ngài toát lên nét định tĩnh, thùy tai dài, cổ cao ba ngấn, miệng mỉm cười từ bi, dáng ngồi thiền định vững chãi. Đó là sắc tướng quý, chỉ có những bậc thánh nhân, Bồ Tát mới có được. Ngắm nhìn bức tượng Địa Tạng Vương, gia chủ sẽ cảm thấy như vơi đi những lo lắng, sợ hãi. Với hạnh nguyện rộng lớn, ngài như tiếp theo sức mạnh, để mỗi người con Phật càng vững tâm tiến về phía trước, vượt qua những trói buộc, những tham muốn, dục vọng, si mê trong tâm. Để mỗi chúng ta tự khai sáng trí tuệ, xóa tan tham, sân, si và bước gần đến con đường giác ngộ giải thoát sinh tử luân hồi. Vì vậy, tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát chứa đựng ý nghĩa thiêng liêng, cao quý, nên người chế tác tượng phải thật có tâm, dồn hết công sức và ý niệm trong từng đường nét. Mẫu tượng Địa Tạng Vương tại xưởng đồ thờ Đức Hiệp được đục hoàn toàn bằng tay, trau chuốt tỉ mỉ từng chi tiết, nên sắc thái và đường nét rất chân thực. Trong quá trình chế tác, người nghệ nhân cũng dồn hết tâm lực và công sức, nên bức tượng còn có cái hồn riêng biệt mà không phải cơ sở nào cũng làm được. Quý khách vui lòng liên hệ số hotline 0983400046 để nhận được sự tư vấn tận tình và báo giá chi tiết cho từng sản phẩm.